Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ là trời đang mưa đó các bạn ơi. Mình mới chào cả nhà mà xong rồi là trời đang mưa đó các bạn ơi. Các bạn thấy mấy cái lá rau má không? Rau má Nhật đó các bạn ơi. Ủa, rau má Nhật hay rau má Thái ta? Lá to như vậy đó là rau má này, hình như rau má Nhật. Các bạn xem cái này rau má Nhật hay rau má Thái, comment bên dưới giúp mình nha. Từ lúc mà đem bông trang ra ngoài sau này để cái rau má lên tùm luôn. Cái gì vậy? Đây cái bụi bên đây nè, bên đây mấy gốc sứ của mình đó. Bông trang này đang ra bông. Kìa, mấy bạn xem được bên đó hóa chừng cái lá bông, cái lá rau má hóa chừng nó to luôn rồi. Tới đổi mà rau má tấn công mấy bụi nha đam, nha đam lớn lên hết nổi luôn. Nè, mấy bạn xem cái gốc bên đây rau má tùm luôn rồi. Rau má mà mình hái không kịp luôn mà nó vàng lá luôn, úa lá luôn. Đây có mấy trái ớt chín, mình hái ớt luôn. Lụm mấy trái ớt kia giùm con mày. Nè, ớt nè, nè. Ồ. Mấy lá rau má này ăn không kịp. Cháy lá luôn. Ý, bắt gặp được cái bông trang này. Có bông mà. Thấy thương quá. Wow, ăn rễ xuống đất luôn. Chín luôn. Thấy thương chưa? Thấy thương lắm luôn. Ủa, mấy bạn thấy cái vườn thấy thương. Đang trời mưa nữa đó mấy bạn. Bạn thấy cái nhánh rau này nè. Ở nhà mình gọi là cây thanh thao. Nấu canh ăn cũng được. Đặc biệt khi ăn sống nó có cái hậu chua chua. Nó gần giống giống như lá sống đời, ăn cũng rất ngon. Nấu canh ăn cũng được luôn. Nó có hậu chua chua thôi chứ nó không có chua như cái không có chua như cái lá rau cần về lá để nấu canh chua. Hình như cái cây bông này cũng đang có bông. Cái bông phía này đang có bông. Chiều trời mưa có chim hót nghe vui tai quá đó. Bạn nào muốn ăn cơm á thì liên hệ mình luôn nha.
mình gửi cho mấy bạn vài tấm hình. Thôi mình bước gửi giống cây, gửi bưu điện cho mấy bạn trồng cho miễn phí nha, không có bán, chỉ bán bông thôi. Rồi rau với cây thuốc, cái gì mà có vị thuốc thì không bán, tại vì thuốc là để lấy làm vị thuốc để giúp mọi người, cứu mọi người, thì không thể nào lấy tiền, bởi vì nó đến từ thiên nhiên tự nhiên, thì lấy tiền thì nó mất đi cái đức của mình. Đây một cây bông màu đỏ, cây màu đỏ hay màu hồng ta. Wow, cái này là màu tím sen nha, các bạn thấy rõ ràng hai cây, một cây màu tím sen với một cây màu hồng là nó khác nhau. Màu hồng tím sen đậm hơn. Phía bên đây cũng có hai cây không có bông, thấy thương quá. Bước qua đây. Đây là màu hồng. Màu hồng, đây là tím sen. Nhánh này cũng chuẩn bị, cái đọt này cũng chuẩn bị có bông. Uống ngày sau này, đặt ngày sau này bông cũng rất là tốt. Rồi bước qua phía bên đây đi. Phía bên đây là mấy bụi đinh lăng. Đây đinh lăng. Các bạn xem cái hộp nước mưa đang rơi nè, đang mưa lầm rầm. Đó. Đang trời mưa. Phía bên đây là cây đinh lăng. Đó, cây đinh lăng lớn đó. Nó xa xa ngoài kia là đinh lăng lớn đó các bạn. Giờ mình bước làm sao cho mấy bạn nha. Mình không có nhắc camera cho mấy bạn thấy. Đây là mấy cây đùm lăng lâu năm, gốc rất là to rồi. Mấy cây đùm lăng lâu năm. Ồ, cây này cây sầu đâu nha mấy bạn. Hôm bữa mình tưởng cây cóc, mình hỏi bảy mình, ồ, bảy cho cây cóc đây làm gì vậy? Cái bảy nói cây sầu đâu đó, cóc đâu mà cóc. Cái mình mới biết đây là cây sầu đâu. Thật ra phải có người trẻ mới biết, không tự nhiên biết. Còn bên này là mấy cây sứ nè, sứ con dễ thương đi nè, dễ thương lắm luôn. Mấy em sứ. Còn bên đây là cái giường bông trang. Đây là giường bông trang. Đa số phía sau này là mấy cây trang sen của mình. Mấy cây trang sen này các bạn, lô này cũng cỡ 50-100 trậu trang sen. Trang sen, cái lá màu bầu đỏ đỏ. Con này thì là trang thái mình. Trang thái loại thường nè mấy bạn. Trang thái loại thường này nó màu nó đỏ tươi à. Cái cánh nó ốm ốm hơn cái loại trang thái siêu bông, nó khác nhau. Đó,
phía bên đây là trạng thái, còn phía bên đây là trạng sen, cái bông khác. Đây là nhánh cây bông trạng sen. Cái bông khác nhau. Còn cái anh này thì trang vàng, trang thái vàng của mình. Cái cánh nhỏ nhỏ bầu bầu, rất là thấy thương, giống giống cánh mai. Đây, còn phía bên đây là cây bông trang trắng của mình nha các bạn. Mình đang trong quá trình bầu, đang trong quá trình bầu máy ảnh đó. Khi mình bầu ra, mình ra cây ra thì mình sẽ lên bếp cho các bạn để cho các bạn chia về để mà trồng trang trắng, để gầy giống ra. Trang trắng nó cũng có rất là ý nghĩa. Cái trang này đặt đó là hồ đó, mang từ núi Cấm về trồng cho nên là rất là ý nghĩa. Đặc biệt bông của bông trang trắng này là thơm nha các bạn. Chứ cái loại bông trang lá nhỏ mà màu trắng thì không có thơm. Bông trang lớn này nó mới thơm. Thì lúc mà edit video mình sẽ chèn cái hình cái bông trang trắng này vô cho các bạn xem. Cái hình của bông trang trắng lá lớn này, của chính cái cây này với bông trang trắng lá nhỏ, cho các bạn xem thấy nó khác nhau. Đây là nguyên cây bông trang trắng. Cho các bạn thấy đó, nguyên cây bông trang trắng mình đang kiết rất là nhiều bầu. Tôi mấy bạn coi kỹ lại nè, mấy cái bầu chiết à, là mấy cái bầu chiết đó, đang chiết rất là nhiều bầu. Cái bên đây bầu chiết à, phía bên đó cũng có bầu chiết. Phía trên này đó. Rồi bây giờ mình đi vô. Rồi bây giờ mình quay đi vô đây cho các bạn xem đi vào. Thì đang mưa thì mình sẽ đi vào à. Quên giới thiệu cho các bạn cây lửa người đấy chứ. Cây lửa người thì hiện tại nhà mình cũng đang nhân giống. Wow, nó ra cái lá này quái thiệt. Đây mấy bạn ơi, cái lá này ổng ra thiệt là quái nha. Là cái lửa người đó. Đây. Wow, cái lá thiệt là quái luôn, rất là đặc biệt. Đó, cây lửa người mà trị bệnh hở van tim đó các bạn. Thì mình cũng chia sẻ một cái vài ý kiến nhỏ ở cái cuối cái video này với các bạn rằng là cây lửa người. Thì có một người bạn của mình nói là cây lửa người này mình có thể là ăn như rau sống hàng ngày, ăn với cơm á, cứ ăn hoài. Rồi khi nào thấy tim mình khỏe thì thôi, không nhất thiết phải ăn với tim heo. Tại vì mình đã nói là ăn thực vật để chữa bệnh, mà mình ăn động vật nữa thì tội lắm, nên tội sát sinh. Mình không thể nào lấy trái tim của một con vật khác để làm khỏe cho chính mình được. Nó nói chung là không nên, không tốt. Tại vì nhất khi một con vật á, mà chuẩn bị giết nó hoảng loạn, nó sợ á, thì trái tim nó, máu nó chạy đi là màu đen nhiều hơn, cho nên chất độc nó cũng thải ra từ tim cũng nhiều.
cho nên mấy bạn không nên ăn trái tim heo với lá lưỡi người. Mình nên ăn lá lưỡi người này như rau sống, ăn với cơm. Ăn một thời gian thì hẳn tự nhiên tim sẽ khỏe. Ở dưới này có lá mã đề. Đó thì mình chia sẻ một phần nhỏ ở cuối cái video này với các bạn. Rồi hôm nào rảnh thì mình sẽ quay nguyên cái vườn cây lưỡi người của mình, và mình sẽ nói nhiều hơn để cho bạn nào đang mắc bệnh về tim á, đặc biệt là hở van tim 2 lá 3 lá hoặc là bệnh suy tim gì cũng có thể ăn cây lưỡi người này và trị bệnh được. Cái lá này, cây này nó hơi quái quái chút xíu mà nó cũng là lưỡi người đó các bạn. Đó, bạn nào quan tâm thì cũng comment bên dưới giúp mình. Bây giờ mình đi vô đây. Cái này nghệ đen, nghệ đỏ, nghệ xanh, nghệ vàng, nghệ trắng gì nè mấy bạn ơi, đủ thứ thuốc hết trơn. Cái này là cây nghệ, nghệ đen. Bây giờ mình đi vô nha các bạn. Hơi một buổi chiều mưa mát mẻ, mình review cái góc nhỏ vườn phía sau nhà cho mấy bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Chúc các bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Bye bye.